Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp Phùng Văn Thái, sinh năm 1983, tại thôn Bản Mùi Phú, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, do sử dụng tài khoản Facebook cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 11, Phùng Văn Thái đã phát trực tiếp trên Facebook cá nhân đoạn video cảnh một nhóm mang theo băng rôn khẩu hiệu ra khu vực đất thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật và dân cư xã Kiên Thành để phản đối việc giải phóng mặt bằng thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn. Tiến hành làm việc với cơ quan chức năng cho thấy đây là dự án được nhà nước thu hồi theo điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các thủ tục đều tuân thủ theo đúng quy định. Hành vi cung cấp thông tin sai sự thật của Phùng Văn Thái đã xúc phạm uy tín của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, gây hiểu nhầm về việc thu hồi đất của địa phương. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính Phùng Văn Thái số tiền 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.